Gã đàn ông tè bậy ở trung cư Session Avenue là trung tá bác sĩ học viện quân y Hà Nội. Mới đây trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi cảnh một người đàn ông ngang nhiên tè bậy tại hành lang trung cư. Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 12 tháng 12 tại khu trung cư cao cấp Session Avenue, mẫu Lao, Hà Đông, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, thì người đàn ông nói trên không phải cư dân tại đây. Người này có quen biết một hộ dân sinh sống trong tòa nhà và thuê chỗ gửi xe của hộ này. Thời điểm sự việc xảy ra, người đàn ông gửi ô tô ở bãi xe tầng nổi rồi đi vào tầng 3 của tòa nhà, tè bậy tại đây, sau đó đi xuống tầng 1 ra về. Trong clip được trích từ camera an ninh của trung cư cho thấy, vào khoảng 0 giờ 15 ngày 12 tháng 12, trước cửa thang máy ở sảnh tầng 1 xuất hiện một người đàn ông trung tuổi. Sau vài giây, ông ta ra góc cửa kính ở sảnh tòa nhà rồi xả lũ ngay tại đó. Ngay sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì ông ta bước ra cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Theo bạn PPN, một cư dân sống ở chung cư Season Avenue cho biết, người đàn ông trong clip có tên là NVK là trung tá, bác sĩ, trợ lý phòng khoa học quân sự, học viện quân y. Ông K đi xe ô tô mang biển số 29A 72309. Theo chị P, hành động tè bậy của Nguyễn Văn K khó chấp nhận được vì chung cư này có khá nhiều nhà vệ sinh công cộng. Bên cạnh đó, nhà của ông này cũng không quá xa, đi bộ tầm 5 phút là đến. Chưa hết chị P nói, cư dân chung cư Season Avenue tạo cơ hội cho Nguyễn Văn Ca xin lỗi nhưng ông từ chối làm việc này. Nếu vậy thì đây là trường hợp hiếm hoi tè bệnh trong chung cư ở Việt Nam nhưng không biết nhận lỗi. Ông này là dân ở ngoài, có thể ở tòa Mulberry đối diện, không biết ông nhờ vào thế nào có được một suất gửi xe ô tô ở tòa S3 khu này đêm muộn 11 tháng 12, ông gửi xe ở tầng 3 tòa S3 rồi chui vào thang máy tranh thủ tè một bãi to tướng trước cửa cầu thang rồi điềm nhiên xuống tầng 1 đi về. Ngay sau khi clip được đăng tải thì cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành vi thiếu văn hóa của người đàn ông nói trên. Nhiều người cho rằng ông là người có địa vị, có học vấn mà lại có hành động vô ý thức không thể chấp nhận được. Trước đó, hàng loạt vụ việc tè bậy trong thang máy trung cư cũng đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Hiện ban quản lý tòa nhà vẫn đang xác định danh tính người đàn ông tè bậy trong trung cư để xử lý theo quy định. Đầu tháng 10 vừa qua, dân mạng cũng đã vô cùng sôi dục vì clip người đàn ông tè bậy trong thang máy trung cư Moscow Tower ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của một phụ nữ. Clip cho thấy người đàn ông mặc quần short đi cùng một phụ nữ diện váy đen sang trọng trong thang máy A1 của trung cư Moscow Tower. Chưa rõ cặp đôi này là vợ chồng hay người yêu của nhau. Sau khi chỉ trỏ gì đó, ông ta vạch quần đứng vào góc thang máy và bắt đầu te bậy. Thấy cửa thang máy mở ra, người phụ nữ liền nhanh tay bấm nút đóng lại. Một lúc sau có nam thanh niên áo đỏ đeo kính bước vào thang máy và chứng kiến cảnh tượng đáng ghê tởm này. Ngay lập tức người phụ nữ liền đứng che cho ông kia tiếp tục tè bậy. Có lẽ sốc vì hành vi dơ bẩn và vô ý thức của cặp đôi kia, nam thanh niên áo đỏ đứng vài giây rồi bấm nút mở cửa thang máy và vội vã đi ra. Theo giọng nói của người trong clip, anh ta đi báo với nhân viên bảo vệ trung cư để xử lý họ. Chị MLSP đã chia sẻ clip vụ việc lên nhóm Facebook của cư dân trung cư Moscow Tower kèm chú thích. Truy tìm tung tích người tẻ bậy trong thang máy A1. Song sau đó, chị cho biết người tẻ bậy trong thang máy đã nhận lỗi và xin lỗi nhưng chị xóa status theo đề nghị của ông ta lẫn ban quản lý trung cư. Trước hết vài tháng trước đó vào ngày 22 tháng 6, thì dân mạng cũng đã có một fan xôn xao vì clip hai phụ nữ trung niên đi vào thang máy chung cư Zalesia Riverside 885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội và một người dùng mũ bảo hiểm che camera trong 26 giây để bạn tiểu bậy. Ban quản lý chung cư Zalesia Riverside đã xác định hai phụ nữ này tới căn hộ của người bạn ở tòa CT2B. Chủ căn hộ ánh náy vì khách của mình tiểu bậy trong thang máy nên đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm và chấp hành quy định xử phạt từ ban quản lý chung cư. Đồng thời gửi lời xin lỗi tới toàn thể cư dân. Sau đó, ban quản lý chung cư Zalesia Riverside đã thông báo phạt chủ căn hộ 2 triệu đồng vì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ của tòa nhà. Các bạn thấy đấy, giờ vật nuôi trong nhà mà được dạy dỗ thì nó cũng biết chỗ nào được đi tiểu, chỗ nào không. Vậy mà những con người này có nhận thức, có học vấn nhưng lại làm ra những chuyện không thể chấp nhận được để phần con lấn át hết cả phần người những hành động này không có xu hướng giảm mà đang ngày càng gia tăng chúng ta phải nghiêm khắc lên án để đẩy lùi tình trạng này